Khương xin chào các anh chị em trong toàn quốc ha. Cuối năm Khương lên test cái mic sẵn sẵn test cái bài hát Khương vừa dứt lời dựa trên nền nhạc của nhạc sĩ Song Ngọc bài Kiếp Ve Chai nhé. Khương ca khúc này cũng đơn sơ mộc mạc, Khương viết về nói về một anh chàng nghèo mua ve chai cực khổ quá, vợ anh ta không chịu đựng nổi cuộc sống nghèo và giờ anh ta đã ra đi bỏ lại mấy đứa con theo tình nhân mới, nhưng anh ta lúc nào cũng mong vợ quay về với con với gia đình để cuộc sống tuy nghèo đậm bạc nhưng mà chan chứa niềm hạnh phúc. Giờ Khương sẽ thể hiện cái khúc này để cho các anh chị em nghe nhé. Xem thương
đêm sâu hiu quạnh, lòng anh chỉ muốn có em cùng bên con. Thì đời vui lắm, muôn căn nhà nhỏ một mái ấm tình thương, sông tròn bên gia đình đùa vui con trẻ. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái khúc này nha. Chúc các anh chị em luôn vui vẻ nha.